Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của nhân phẩm hay phẩm giá. Ý nghĩa thực sự của nhân phẩm là gì? Nhân phẩm là một trong những điều quan trọng nhất đối với tinh thần con người. Nó có nghĩa là được đánh giá cao và được tôn trọng vì những gì bạn đang có, những gì bạn tin tưởng và cách bạn sống cuộc sống của mình. Có nhân phẩm nghĩa là được đối xử tôn trọng và đối xử với người khác bằng sự tôn trọng. Bạn giải thích thế nào về nhân phẩm con người? Ý thức tôn trọng và giá trị bản thân, sự toàn vẹn về thể chất và tâm lý và sự trao quyền. Nhân phẩm vốn có của mỗi con người, bất khả xâm phạm và không phụ thuộc vào nhà nước. Làm thế nào để bạn đối xử với một người có phẩm giá? Đối xử với mọi người một cách có phẩm giá có nghĩa là đối xử với họ một cách lịch sự và tử tế, nhưng nó cũng có nghĩa là: thứ nhất, tôn trọng quyền của họ; thứ hai, cho họ tự do lựa chọn; thứ ba, lắng nghe và cân nhắc những gì họ nói; thứ bốn, tôn trọng những mong muốn và quyết định của họ, ngay cả khi họ không đồng ý. Nhân phẩm của con người trông như thế nào? Phẩm giá con người là sự thừa nhận rằng con người có một giá trị đặc biệt nội tại đối với con người của họ, và những giá trị đó đang được tôn trọng đơn giản vì họ là con người. Vì vậy, mọi con người không phân biệt tuổi tác, khả năng, địa vị, giới tính, dân tộc, v.v. đều phải được đối xử tôn trọng. Sự khác biệt giữa phẩm giá và sự tôn trọng là gì? Nhân phẩm là một cho trước. Bạn chỉ có nó và không ai có thể lấy nó đi. Sự tôn trọng từ tiếng Latin petus có nghĩa là nhìn lại, nhưng trao, thể hiện sự ngưỡng mộ đối với một người nào đó vì khả năng, phẩm chất hoặc thành tích của họ. Bạn có thể đánh mất phẩm giá như của mình không? Một cách khác khiến mọi người có thể mất phẩm giá là nếu người khác làm nhục họ, đặc biệt nếu việc này được thực hiện công khai, khi một người bị hạ thấp, chế giễu hoặc xấu hổ trước mặt những người khác, họ có thể cảm thấy giá trị bản thân của phẩm giá của mình bị giảm sút. Công hoặc sỉ nhục cá nhân có thể dẫn đến việc mất mát của nhân phẩm. Tại sao tất cả con người đều có nhân phẩm? Mỗi người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, có quyền tự nhiên được công nhận là một sinh thể tự do và có trách nhiệm. Tất cả đều nợ nhau những nghĩa vụ tôn trọng này, quyền thực hiện tự do, đặc biệt trong các vấn đề đạo đức và tôn giáo, là một yêu cầu bất khả xâm phạm về phẩm giá của con người. Nhân phẩm có phải là quyền không? Trong một số quyền tài phán, nó thậm chí còn được coi là một quyền như các quyền khác, và không chỉ đơn giản là nền tảng của quyền con người. Tóm lại, phẩm giá con người cung cấp nền tảng để từ đó các quyền con người được giải thích và biện minh. Khi nó xuất hiện rõ ràng, khái niệm về phẩm giá con người đã trở thành trọng tâm của diễn ngôn về quyền con người. Nhân phẩm trong một mối quan hệ là gì? Nhân phẩm là xứng đáng với danh dự và sự tôn trọng của bản thân. Có nhân phẩm là phải có lòng tự trọng cao, đồng thời tôn trọng người khác. Đó là một sự thể hiện bản thân để mang bản thân với thái độ tôn trọng và là cốt lõi của nguyện vọng của mọi người. Cuộc sống và phẩm giá con người là gì? Giải thích rằng, hôm nay bạn sẽ suy ngẫm về nguyên tắc giáo huấn xã hội, công giáo về đời sống và phẩm giá con người. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người đều có phẩm giá do Đức Chúa Trời ban tặng và đáng được tôn trọng cho dù họ là ai, sống ở đâu hay họ làm gì. Nhân phẩm quan trọng hơn tình yêu phải không? Tình yêu là quan trọng, nhưng không phải là quan trọng hơn bạn hơn nhân phẩm hoặc lòng tự trọng, bởi vì tình yêu là tốt nhưng thường là không đủ. Có nhiều điều quan trọng hơn để làm với cuộc sống của bạn.
là những gì tự trọng và nhân phẩm. Tự trọng giúp những người khác để xem và đối xử với bạn với phẩm giá và giá trị. Tự trọng là những kiến thức mà bạn biết bạn tự và rằng bạn mong muốn được đối xử tốt và trân trọng như một kết quả. Tự trọng giúp những người khác để xem và đối xử với bạn với phẩm giá và giá trị. Nó có nghĩa là gì nếu một người không có phẩm giá? Nếu ai đó có nhân phẩm, điều đó có nghĩa là họ đang được tôn trọng. Nếu bạn thua trong một cuộc bầu cử và bạn nói những điều khó chịu về đối thủ của mình và cố gắng làm suy yếu cô ấy, bạn đang hành động thiếu phẩm giá. Nhưng nếu bạn ân cần chúc mừng cô ấy và chấp nhận các kết quả, sau đó bạn đang hành xử theo một cách trang nghiêm. Tôn trọng con người nghĩa là gì? Tôn trọng đối với người là một trong những nguyên tắc cơ bản trong nghiên cứu. Đó là sự thừa nhận của một người như một cá nhân độc lập, độc đáo và miễn phí. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta nhận ra rằng mỗi người có quyền và năng lực để đưa ra quyết định của riêng mình. Tôn trọng một người đảm bảo rằng phẩm giá được coi trọng. Nhân phẩm bị xâm phạm như thế nào? Một số hành vi phạm nhân của phẩm bao gồm tra tấn, hãm hiếp, loại trừ xã hội, bóc lột sức lao động ngoại quan về nô lệ, cả nghèo đói tuyệt đối và tương đối, đều là những vi phạm phẩm giá của con người. Mặc dù chúng cũng có những khía cạnh quan trọng khác, chẳng hạn như bất công xã hội. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.